Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Kỹ thuật Ô tô Việt Nam VATC. Ngày nay, các dòng xe trên ô tô của chúng ta đang ngày càng phát triển và hiện đại hơn khi đã được trang bị rất nhiều công nghệ hơn và càng tiên tiến hơn. Và để được chẩn đoán được một dòng xe hiện đại thì kỹ năng về chẩn đoán, tra cứu phần mềm của chúng ta cần phải được nâng cao hơn. Vậy thì ngày hôm nay tại Trung tâm VATC của chúng tôi đang diễn ra một phần thi của lớp chẩn đoán kỹ thuật viên sửa chữa điện ô tô hiện đại. Và chúng ta hãy cùng nhau xem các anh em chúng ta bên trong thi như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Xin chào các bạn. Thì ngay bên cạnh hôm nay là anh học viên của lớp chẩn đoán K19, lớp chẩn đoán trên dòng xe ô tô hiện đại. Thì anh chuẩn bị sắp bước vào phòng thi của mình. Thì chúng ta hãy cùng nhau phỏng vấn anh về những cảm xúc cũng như là những suy nghĩ của anh như thế nào trước khi vào phòng thi của mình nha. Xin mời các bạn. Dạ xin chào anh, em có thể làm việc một chút ạ? Dạ xin mời anh. Thì anh có thể cho em được biết về tên và cũng như là mình đang làm việc tại đâu không ạ? Tên anh là Nguyễn Văn Huy, đang làm việc tại quận Bình Tân. Dạ. Hiện tại là mình đang sửa chữa chuyên về ngành ô tô. Dạ. Sau cái khóa học 2 tháng tại trung tâm VATC, mình rất là vui. Kết thúc khóa học mình có tham gia một cái khóa thi để lấy chứng chỉ. Nói chung là cũng hơi có chút hồi hộp. Dạ. Thì anh có thể cho em được biết là sau những cái thời gian học đó mình đã nhận được những gì từ trung tâm á, anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết không ạ? Đầu tiên là mình đến đây với một cái tinh thần là để cải thiện thêm cái công việc của mình. Đầu tiên là coi như là học thêm những cái kinh nghiệm từ thầy, các anh em ở trung tâm. Đến đây cơ sở vật chất, cái tinh thần là thầy rồi truyền đạt rất là tốt. Thì trước khi anh bước vào phần thi của mình, em chúc anh thi mình thi thành công nha. Và sau này những công việc của mình nó trở nên trôi chảy và thành công. Em chúc anh gai gan phát triển. Dạ rồi. Cảm ơn. Chúc anh em được nhiều sức khỏe và được học được những khóa học này, được thực tế và chúc anh em được
Xin chào anh, em được biết anh là học viên của lớp khóa chẩn đoán thương đầu cơ hiện đại á. Thì anh có thể cho em biết thì anh tên gì, anh đến từ đâu không ạ? Anh tên Thanh, đến từ Long An. Dạ, và hiện tại mình đang làm công việc gì á? Anh làm cho công ty Nhật. À, công ty Nhật ạ. Thì anh cho em biết là vì sao mình lại lựa chọn học chẩn đoán này không ạ? Thì cơ bản là cái nghề của mình hồi xưa là nghề cơ khí động lực, học máy móc cũng chưa có hiện đại, thì cũng được mấy bạn giới thiệu với coi trên mạng thì thấy trung tâm VATC có đầy đủ thiết bị máy móc hiện đại thì mình muốn học thêm về cái phần điện đó. Thì sau 2 tháng học tập lớp chẩn đoán này thì anh có được những cái cảm thấy như thế nào về lớp chẩn đoán này của mình được nhận những kiến thức như thế nào và cũng như cơ sở vật chất và nhân viên cũng như chỗ giảng tại trung tâm VATC, anh thầy chia sẻ cho các bạn được biết không ạ? Thì thầy dạy thì rất là nhiệt tình, thầy luyện á rất là nhiệt tình, xuống dưới thực hành cũng được mấy anh em chỉ dẫn tận tình. Về vật chất thì máy móc cũng nhiều, anh thấy trong buổi thực hành á thấy máy rất là nhiều. Thì những kiến thức mà mình đã nhận được là những kiến thức như thế nào, anh có thể cho em biết là chia sẻ cho anh nghĩ bạn. Chắc cũng phải tài liệu thì phải học thêm rất là nhiều, thầy ở trường thì dạy rất là nhiệt tình, còn những kiến thức mình học được ở đây chưa đủ đâu, nói chung mình phải học hỏi thêm rất là nhiều. Đó là cơ bản về máy chẩn đoán, thầy dạy những ban bệnh trên xe mình phải nắm thêm, phải học thêm để tìm tòi thêm. Em cũng cảm ơn anh và chúc anh sau này mình sẽ thành công ạ. Chúc anh có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Cảm ơn anh. Dạ, xin chào anh có thể cho em biết được về tên của mình và mình đến từ đâu và hiện tại đang công tác tại đâu không ạ? Mình là Lưu Giảng Thành ở Gia Lai Nhất Phát ở Bình Dương, với anh Bình Dương. Hôm nay đến đây đã dự khóa học chẩn đoán về xe đời mới tâm VATC. Dạ, vì sao anh lại lựa chọn khóa học này, anh sẽ chia sẻ cho các bạn mình cùng biết không ạ? Tại vì bây giờ xe nó rất nhiều xe mới, công nghệ mới, mình ngày xưa mình đi học thì những cái này nó chưa có. Thì bây giờ mình mới biết được cái trung tâm VATC thì mình đào tạo những cái chương trình về những cái xe mới hiện đại, mình mới tới đây mình học mà đã được anh em chia sẻ rất nhiều cái kinh nghiệm và những cái công nghệ mới và những cái máy chẩn đoán mới để mình có thể làm được những cái xe hiện đại cao cấp. Thì sau tháng học tại trung tâm VATC á thì anh cảm nhận như thế nào về kiến thức cũng như là trợ giảng và cơ sở vật chất tại trung tâm VATC, anh cho em chia sẻ một chút cho mình được biết. Sau 2 tháng mình học ở đây thì mình cảm thấy là các giảng viên và các thầy ở đây rất nhiệt tình và kiến thức rất là thiết thực. Mình học đến đâu là mình về khi mình làm việc đó là mình có thể sử dụng được ngay. Đó là rất là thích. Trung tâm xin cảm ơn những cái góp ý chân thành của anh và em cũng xin chúc anh sau này mình sẽ thành công trên con đường phát triển của mình trong sự nghiệp ô tô của mình. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Dạ, xin chào anh có thể cho em được biết về tên của mình và mình đến từ đâu không ạ? Tên của mình là Nguyễn Văn Tiên. Mình hiện đang là kỹ thuật viên cho xưởng dịch vụ của hãng. Mình đến với cái trung tâm này thì nó thật ra là cũng đã có tìm hiểu tới VATC thì cũng lâu lắm rồi, thì cũng có theo dõi những cái khóa học chẩn đoán này là trước đây là cách này là cách cái khóa này là cũng mấy khóa rồi, cho nên mình quyết định đầu tư thời gian và vật chất đi học cái khóa này là để mở rộng cái kiến thức của mình, tại vì hiện nay thì chẩn đoán thì rất là thông dụng rồi, hầu như là đa phần ô tô là bây giờ là xe nào cũng là có phải chẩn đoán đi bắt bệnh được đó, thì mình quyết định mình đi học để ứng dụng vô cái công việc của mình. Dạ, thì như vậy sau 2 tháng được học tập tại trung tâm VATC thì anh có thể cho em được biết về những kiến thức của mình đã nhận được cũng như là về giảng viên và trợ giảng và cơ sở vật chất tại trung tâm VATC như thế nào, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết. Là cái kiến thức mình thu về là mình nói chung là rất là thiết thực, học xong mình có thể ứng dụng. Nói chung nó cũng là một cái góc để mình có thể mình tư duy, mình làm việc trong cái công việc mình ứng dụng liền được. Nói chung là cũng kiến thức thì thiết thực. Còn giảng viên ở đây thì rất là nhiệt tình với những cái cách truyền tải, nói chung là cũng dễ hiểu đối với những anh em. Rồi anh em trợ giảng cơ sở vật chất thì tương đối là nói chung là nhiệt tình đầy đủ để mình có thể mình khám phá. Nói chung là mình bọc cho bọc vặt khám phá rồi đó. Dạ, đúng rồi. Để mình tìm hiểu, nói chung là
Rất ok. Dạ, xin cảm ơn anh và chúc anh trên con đường chức của mình sẽ thành công ạ. Dạ, rồi xin cảm ơn anh. Cảm ơn. Dạ, xin chào.